Xin thưa bà con cô bác, hiện tại ba mẹ con đang đứng đây nè bà con, ngay ngã ba luôn. Phía bên tay phải là cái cầu Chợ Đệm. À, con đường này là con đường Nguyễn Hữu Trí, mình đi thẳng là mình về Bến Lức đó bà con. Ngay đây là có cái chợ Đệm luôn nè. Đây hồi đó ba mẹ con nhớ đây là có một cái bến phà, bến đò. Bây giờ hết đò rồi, hết phà rồi, xây cái cây cầu. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với ba mẹ con đi vào Sài Gòn trưa hôm nay. Bây giờ là 14 giờ 40 phút. Nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Nếu mà đổi ra độ F chắc phải tầm hơn 91 độ F luôn á. 91, 92 gì đó. Đây hồi xưa là cái bến đò nè. Bên kia còn cái cầu kìa, qua bên Tân Nhật á. Ở đây là cái ngã ba sông nha bà con. Sông này sông Chợ Đệm, sông Vàm Cỏ, nó đi về cái sông Vàm Cỏ luôn. Ở đây có cái đạo cầu đài. Quẹo tay trái này mình đi về Tân Nhật đó bà con. Ui cha, chết rồi. Ui cha, nguyên con đường bụi mù mịt. Rồi thôi để ba mẹ cô dòng ngược ra ha. Ui, bụi quá, ba mẹ cô không có đeo khẩu trang. Con đường này nó đang làm khu này là ở bên đây là Nguyễn Cửu Phú, tính đi con đường này mà bà con bắt thấy mùi mù mờ mịt mù luôn. Thánh thất Tân Nhật nè bà con bắt thấy không? Cái vùng này là vùng hồi đó người ta gọi là Tân Nhật á, bên kia Chợ Đệm, ở đây Tân Nhật. Con đường này là đường Dương Đình Cúc. Khu này bà con của bác thấy vậy thôi nha, chứ hồi thời mà kháng chiến chống Pháp á, khu này là nổi tiếng lắm. Dọc cái con sông Chợ Đệm này là có, nó là một cái khu gọi là gì ta, Trù Phú đó. Bên phải là sông nè. Nơi đây là nơi mà gọi là kháng chiến chống Pháp là dữ dội luôn á. Trù Phú lắm. Giờ thì đường bộ mở ra thì cái con đường này nó bớt lại. Ở đây còn có những ngôi mộ nè bà con. Ngôi mộ ở đây bà con bắt để ý xây hình tháp nè bà con. Ngôi mộ bà mày gọi thấy xây hình tháp. Con đường chúng ta đang đi là con đường Dương Đình Cúc. Và ba mẹ cô thấy có cái ao nè. Rồi có những một số nơi người ta lắp ao, người ta làm gì ta? Làm nhà. Đồng trống vẫn còn nhiều nha. Ở đây vẫn còn ruộng nha bà con. Tại vì nó thuộc về huyện Bình Chánh. Chứ cái phần mà cắt ở trên Bình Tân là hết ruộng rồi. Lên quận là không còn ruộng. Ở đây có một cái hãng nước mắm đó nè bà con. Ba mày còn nhớ là hồi đó cái dịp nào mà cầu Bình Điền bị sập á, là hàng loạt cái xe là bắt đầu đi vô cái con đường này đây. Con đường này hồi đó là con đường rất đỏ nha bà con, rất là khó đi. Những cái xe 50 chỗ đi qua đây là phải đi chậm lắm. Mà nhà cửa là nhà cũng thưa thớt lắm. Bây giờ là xây nhiều nè, chứ hồi đó đi đây là nhà nào nhà nấy là bám bụi đất đỏ không á. Con đường này đường đất đỏ mà. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cũng từ đây là xuất phát ra cái phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa này mà. Nơi đây cũng là một cái vùng đất anh hùng thời kháng chiến chống Pháp đó. Rồi bên tay phải này tới đây bắt đầu nghe mùi nước mắm rồi nè. Ở đây có một cái lò nước mắm Liên Thành. Tới đây là bà con bác lại nghe rồi đó, nghe mùi nước mắm rồi đó. Bà con bắt đi đường đây á, tuy là mang tiếng Sài Gòn chứ nhìn thấy giống như quê ghê mà. Giống quê ơi là quê luôn.
ở đây còn cái trụ được cái cống bơm gì nữa nè. Đó, bà con bác thấy không? Đây còn cái cống nè, cống này là chỉ có sớm này người ta gọi là sớm hố nha bà con. À, ở đây nó có cái hố nè cho nên người ta gọi là sớm hố. Ồ, ở đây còn cái cống nè, cống này là chỉ có dưới quê thôi chứ trên Sài Gòn ở trung tâm là không còn thấy cống này nữa. À, khu này hồi đó người ta gọi là sớm hố nha bà con. Ồ, ở đây cũng có tiệm cà phê nè. Thấy tiệm cà phê đầu tư cũng bự quá nhưng mà không thấy ai uống á. Ở vườn cây cảnh đây nè, đây nước mắm Liên Thành đây, quẹo tay phải vô nè bà con. À, vô đó là hàng nước mắm Liên Thành đó. Cái đình Tân Kiên nè bà con, nơi đây là nơi mà cái góc hồi xưa mà ba Michael nói là đây là cái vùng ngay đây là cái vùng mà Nam Bộ kháng chiến á, năm 1945 á. Ở bên đây cái đình ha, bên kia bên bờ sông kia cũng có cái đình. Con sông Chợ Đệm này là cái con sông mà để đi vào cửa ngõ Sài Gòn nha bà con, bây giờ cũng vậy luôn á. Hồi đó muốn đi vào Sài Gòn là ít lắm, ít nhánh sông đi lắm, mà đa phần là đi từ cái con sông Chợ Đệm này nè. À, rồi ghe thuyền rồi đi về bến Mễ Cốc rồi Phú Định gì đó là hầu hết là đều phải đi con sông Chợ Đệm này nha bà con, về kênh Rụt Ngựa. Cho nên hồi đó đây là sầm uất lắm, tấp nập lắm. Cái vùng Chợ Đệm Tân Nhật này là hồi đó còn nổi tiếng nữa là cháo lòng nữa. Rồi mình ra đây ngã ba Dương Đình Cúc nè bà con. À, bên kia là ngân hàng Đông Á đó. Con đường này là con đường hồi xưa đó là đường quốc lộ số 4. Bên kia là hủ tiếu Kim Tháp 3 kìa. À, bà con bác thấy không? Hủ tiếu Kim Tháp 3. Ngược lại mà đi về tay phải là phải tay phải bà con, là về Mỹ Tho nha. Rồi giờ ba mày cầu quẹo trái lên Sài Gòn. Ở đây cũng có một cái hãng công nhân giày An Phước nè, buổi chiều công nhân tan ca ra cũng đông lắm. À, hôm nay là ngày 2 tháng 7 2024. À, hôm nay là hết ngày, hôm nay là coi như là ba mày cầu chính thức là rảnh rỗi rồi. À, bắt đầu ngày mai là ba mẹ con sẽ dẫn bà con bác đi quay phim buổi sáng cho nó mát mẻ. Hồi đó con đường này nè bà con, nhìn hai bên nó toàn là ruộng đúng không bà con. À, con đường quốc lộ số 4 này đây là ruộng lúa mà rồi thấy mồ mả. À, nhiều lắm. Bây giờ là đường mở rộng ra đường nhựa. Rồi những cái cánh ruộng năm xưa bây giờ là xây nhà hết trơn rồi. Ở đây người ta gọi là chợ bờ ngựa nè bà con. Hồi xưa bên tay phải ba mày gọi đây cột ngựa nhiều lắm, cho nên ở đây người ta gọi là bờ ngựa. Hôm nay sao thấy cảnh sát kêu lên công an đứng ở mấy ngã tư nhiều quá. Rồi ở đây là hồi đó đây có cái chùa Từ Quang nè, chùa Từ Quang hồi xưa. Cái con đường này hồi đó nó nhỏ lắm bà con, bây giờ là mở rộng ra đó, mở rộng ra hai bên nhiều lắm. Quẹo tay phải này mình đi về Võ Văn Kiệt nè.
chúng ta đang đi trên con đường quốc lộ 4 năm xưa. Bên tay phải này có tòa nhà này. Cái tòa nhà này là cục văn thư lưu trữ lịch sử. Toàn bộ những cái lịch sử về Sài Gòn xưa á, thời Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa nữa, nói chung là liên quan đến Sài Gòn là được để trong đó đó bà con. Do sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, thành thử ra là toàn bộ dữ liệu là đều được lưu trữ lại hết. Từ những cái ba mươi gò có xem những cái bức công quan rồi những cái bức gì giữ lại nguyên hết luôn bà con, và được hiện tại được lưu trữ ở chỗ đó đó. Từ những cái công văn mực, từ những cái gì, nói chung là tích tần tật luôn. Nơi đó là nơi để sau này có thể là để nghiên cứu lịch sử. Hôm nay ba mươi gò thấy gì mà sao ba mươi gò thấy đứng đầy đường luôn. Dân quân tự vệ nè. Trái nhào. Ồ, trái đó trái nhào. Trái nhào ăn sao ta? Trái nhào nó hình thù nó xấu quá bà con. Bà con bác xem kìa. Bà không biết trái nhào này về làm gì trời. Ba mẹ cậu chưa ăn bao giờ luôn á. Không biết bà con cô bác có biết trái nhào này mình về mình làm gì không bà con. Mới đi ngang qua ngã ba An Lạc á, nơi đó là hồi xưa là xa lộ Đại Hàng á, cầu này cầu An Lạc nè, con đường này hồi xưa vẫn là đường quốc lộ số 4 luôn, còn bây giờ nó đổi tên là đường Kinh Dương Vương. Cái trụ kia trụ bơm bê tông hay là đổ bê tông gì đó. Bây giờ bê tông không có chở xa đâu nha bà con, mà họ đem máy móc vận chuyển lại rồi đầu là trộn bê tông tông ngay tại chỗ luôn. Ở đây có cái hãng showroom xe hơi ở đây. Rồi ở đây người ta gọi là ngã tư đúng rồi, chắc đây là ngã tư An Lạc nè, ở trên kia ngã ba An Lạc, ở dưới đây là ngã tư An Lạc nè, đường Hồ Lãm. Quẹo phải là mình đi về Rạch Cát các bà con, còn mà mình quẹo trái là mình ra xa lộ Đại Hàng. Ở đây là gọi là ngã tư An Lạc. Trước năm 75 hình chứ, sau năm 75 nơi đây hình như là thị trấn An Lạc. Sau này khi mà đến năm 2003 chia tách huyện quận ra thì nơi đây mới gọi trở thành phường An Lạc. Nơi đây hồi đó từng là trung tâm của huyện Bình Chánh đó bà con. Chợ lớn nè. Bên đây là chùa, này là chùa Từ Hạnh.
ra đây hồi đó có một cái cô nhi viện Diệu Quang ở đó. Cô nhi viện Diệu Quang đó là của thầy Thích Thiện Hòa. Kế bên đây là hãng quốc danh Sinco nè, chuyên làm máy may. Nhắc tới thầy Thiện Hòa là xin thưa bà con bác, cả miền Nam này ai cũng kính trọng thầy lắm nha bà con. Thầy Thích Thiện Hòa hình như là thầy là người ở Tân Nhật á. Thích Thiện Hòa hồi đó là thầy ở chùa Ấn Quang à, ba mẹ cô nhớ là như vậy. Thầy mất hình như năm 78 hay 79 gì đó, không nhớ rõ à, nhưng mà có một cái điều như thế này là cái đức của thầy rất là lớn à, thành thử ra là cho nên khi mà thầy mà còn sống á, các thầy lớn đó là không có ai nhận đệ tử hết nha bà con. Hồi đó mà có Phật tử nào mà tới chùa Ấn Quang mà xin làm đệ tử với một thầy nào là hầu như là các thầy đều chỉ vô là vô nhận thầy Thích Thiện Hòa, đã quy y với thầy Thích Thiện Hòa hết. Ba mẹ còn nhớ đến năm 78, năm 79 á, thì lúc đó các thầy bắt đầu mới nhận đệ tử. Rồi cũng giống như hồi đó thầy Thích Ký Quảng cũng vậy bà con. Đó, bây giờ là pháp chủ á. À, khi mà thầy Thích Thiện Hòa còn sống là thầy Thích Chí Quảng cũng không có nhận đệ tử nữa à, sau khi thầy mất là bắt đầu là các thầy Chí Quảng mới nhận đệ tử. Rồi sau khi nhận đệ tử xong á, thì ban đầu là đạo tràng đó là Nam Minh à, Nữ Diệu. Rồi sau này cái được một năm hai năm gì đó ba mấy gồ không nhớ rõ, hình như được năm à. Sau này Hòa Thượng Thích Chí Quảng mới đổi qua là Nam Pháp Nữ Hoa à, là đạo tràng Pháp Hoa. Chứ hồi đó là những cái đệ tử quy đời đầu của thầy Chí Quảng á, là pháp danh chữ đầu là chữ Minh nha bà con. Ba Michael là coi như là quy thầy vào năm 1979 à, Phật đản năm 1979. Cho nên là lấy được chữ Minh. Rồi mình đi tới đây rồi nè, ngã ba này là ngã ba Tên Lửa nè. À, bên kia là đường Tên Lửa đó, hồi xưa đứng ở đây và có cái tòa nhà đó đó, đó là một cái trận địa cháy Tên Lửa nằm đó đó, sau năm 1975 à, lúc mà cái thời mà chiến trường C á, là nơi đó một cái trận địa cháy Tên Lửa. Ba mẹ cậu nhớ không lầm là nơi đó là nơi đóng quân của tiểu đoàn Tên Lửa 276 à, tiểu đoàn Tên Lửa 276 trực thuộc sư đoàn phòng không không quân 367 bà con. Bây giờ tiểu đoàn Tên Lửa này vẫn còn nha bà con, nhưng mà đóng quân ở trên Củ Chi. Bữa nào bà con cô bác như có đợt ba mấy còn có đi lên Củ Chi, ba mấy còn có quay cho bà con cô bác rồi đó à, tiểu đoàn đóng quân trên đó đó. Có một lần bà con cô bác nhớ ba mấy còn chở bà con cô bác đi lên Trảng Bàng không, đi dòng Củ Chi á, đi lên sư đoàn chín à. Bên đây là bệnh viện Triều An nè, hồi xưa là vườn cây anh đào á. Rồi bên đây đó mình đứng đây là mình thấy cái An Dưỡng Địa nè. Ôi cái An Dưỡng Địa Phú Lâm này lớn lắm à, đây là nơi mà gọi là chùa Phật Học Viện á, Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, có cái An Dưỡng Địa lớn lắm, lớn nhất Sài Gòn rồi. Về An Dưỡng Địa ở Phú Lâm nè, không bằng Bình Hưng Hòa đâu, chắc không bằng Bình Hưng Hòa, nhưng mà nó cũng cỡ xem với là nghĩa trang Đô Thành đó. Hồi đó dân miền Nam mình đó bà con thường hay gọi mấy cái nơi chôn gì đó người ta gọi là nghĩa địa nha bà con, nghe nó nặng nề quá ha. Nghĩa địa bên người Hoa rồi Nhị Tỳ à, cho nên có mấy ông đạo tỳ á, Nhị Tỳ. Còn giờ bên Công giáo hay là bên người miền Bắc thì ta gọi là nghĩa trang. Ba mẹ cậu nhớ là như vậy, không biết có đúng không. Chứ người miền Nam ba mẹ cậu thấy ít ai gọi nghĩa trang lắm, trừ mấy người bên Công giáo. À, bên Công giáo ta gọi là Đức Thánh. À, Đức Thánh nữa.
Đó, nhưng mà ba mẹ cậu nhớ ít ai gọi nghĩa trang lắm, mà đa phần dân giả ta quen ta gọi đi nghĩa địa, khu nghĩa địa. Không biết ba mẹ cậu nhớ gì có đúng không, bà con có bác nào thấy ba mẹ cậu có nói sai bà con có chỉnh lại giúp ba mẹ cậu. À, đây là bến xe miền Tây nè, hồi xưa là xa cảng miền Tây. Tới đây là mũi tàu Phú Lâm rồi nè, đường Hậu Giang. Giờ mình đi dạo vòng Chợ Lớn. Bán vé số rồi mà con. À, cuối giờ đó, bây giờ là chắc ba mấy. Sài Gòn mình có cái phong tục đó, ở bên có cái phong trào đó chứ không phải phong tục. À, cái đến gần cuối giờ bắt đầu đem xe số ra đường phải phải. Không biết có ai mua chúng đặc biệt chưa, nhưng mà có tự nhiên có một thời gian bắt đầu có canh vé số cuối giờ sổ để mua. Cái tiệm vàng này tự nhiên ba mẹ cậu thấy cũng thấy dẹp bớt vàng rồi. Hồi đó bày gì ghê gớm lắm. À, tiệm vàng Kim Khánh nè. Tiệm vàng Kim Khánh này cũng dẹp bớt. Đường này đường Bình Phú. Ở bên đây có một cái hãng pin nè bà con. Hãng pin này hồi xưa trước năm 75 là hãng pin con ó đen á. À, sau này nó trở thành xí nghiệp hãng quốc doanh. Bầu trời thấy mây xám quá bà con. À, nhưng mà nó không có mưa. Ừ. Năm nay là cái năm mà ba mẹ cậu thấy ít mưa nhất luôn á. Chuyển quá trời chuyển luôn mà không có mưa.
tới đây ngã tư này người ta gọi là ngã tư Phú Định. À, con đường này đường Nguyễn Văn Luông. Đường Nguyễn Văn Luông này thì hồi đó nó mang tên là con đường Phú Định chứ. À, đây ngã tư Phú Định mà. Quẹo phải là mình đi về ngã ba Phú Định. À, bà con quá không? Mấy ông già này bây giờ cầm một sách dày gọn vậy đó. Trời ơi, bà con bác thấy ông Nguyên ngày bán không chịu bán thì sao, bây giờ bán sắp dày cộm vậy đó. Cái đến ngã tư á, ban ngày lúc ngày sao không đi bán, mà để đến giờ chót giờ hết giờ sổ rồi mới đi bán. Mà ngộ lắm cái ông già đó đó bà con, mấy người này là ngày nào cũng chừa lại sắp để bán buổi chiều vậy đó bà con. À, ngộ lắm. À, chứ không phải là hôm nay ế rồi ngày mai mình bán nó hết đâu, không có đâu. Ngày mai ba mày còn mà đi tầm giờ này nữa bà con, bác thấy cũng ông đó luôn cầm sắp vậy luôn á. Nó giống như là cái khung giờ đó là khung giờ làm việc của mấy người này á. Cầu này là cầu Hậu Giang. Ba mày còn thấy nó rắc rắc vài hột mưa. Hình như là cái khu này nó đang mưa nè bà con. À, khu này đang mưa nè. Chắc mình phải chạy mình né. Chứ không phải là ba mày còn tắm mưa á. Đây, cái bên đây ba mày còn thấy cái luồng mưa nè. Rồi, giờ mình chạy nha. Hồi nãy là ba mày còn là chạy bụi đúng không bà con? À, bụi bặm quá chạy. Còn giờ là xin thưa bà con của bác, ba mày cầu chạy mưa. À, hôm nay ba mày cầu là chạy. À, bên đây là đang mưa nè. À, đang mưa nè, giờ mình quẹo trái để khỏi bên bị mưa. À, giờ lắc rồi nè. À, giờ quẹo trái bà con, thì mình đi về cây gõ. Cái vùng bên chợ Bình Tiên đang mưa đó. Bữa nào mình đi chợ Bình Tiên, giờ mình đi chợ cây gõ đi. À, chợ cây gõ nè, đình Bình Tiên nè. Mà đặc biệt nha bà con, cái chợ này hồi xưa trước năm 75 người dân ta gọi là chợ Bình Tiên á. Đây là chợ Bình Tiên là đây nè, chứ không phải chợ dưới kia đâu. Chợ dưới kia là chợ Cầu Bót. À, giờ là gọi là chợ Minh Phụng nè. Nhà sách cây gõ này xưa rạp Tân Bình, ở Tân Bình chứ hả? Rạp cây gõ chứ. À, không biết nào đúng trời. Nhớ mang máng vậy. Rồi đường Lê Quang Sung này là đường Trương Tấn Bủ nè. Hồi đó ngay đây có cái cây cầu nè. À, cầu cây gõ là ở đây nè. À, chân gà số Thái đó, mình mới qua cầu cây gõ đây, giờ mình xuống dốc cầu đây. À, quán mì Dịch Tiệm, ô da, quán mì Dịch Tiệm giờ bán rồi hả? Quán này bán sớm quá ta, bán khuya luôn bà con. À, 2 giờ chồng bán, lâu lâu thỉnh thoảng mà mày còn cũng ghé đó ăn. Phim ảnh MB. Rồi ra đây là bùng binh cây gõ nè. Đó, cái khu này là chúng ta đang đi là cây gõ. Còn cái trường này bây giờ là trường Nguyễn Hữu Cảnh. Hồi xưa đây là trường gì ta? Trường Minh Phụng. Rồi, nơi đây hồi xưa là có tượng đài Lê Lợi nè. Thánh tổ của địa phương quân và nghĩa quân. À, rồi đây là bùng binh cây gõ. Bên kia ở đây giờ có cái trạm biến điện ha. Ba mày còn nhớ hồi xưa là có một cái dựa vật liệu xây dựng đó. Bây giờ là ba mày còn thấy là trạm biến điện đó. Rồi mưa rắc rắc rồi, thôi quay đầu về. Tối khi nào tạnh mưa đi nữa ha. Bắt đầu giờ ba mày còn rảnh rồi bà con. Hết bận biểu gì rồi. Ủa, ngày mai. Ngày mai thứ tư. Ồ, ngày mai thứ tư vậy là ba Michael đi uống cà phê với lại cô chú ở bên Úc về. Ôi chà, thời gian qua nhanh thiệt ha. Mém nữa quên luôn cái ngày hẹn rồi. À, bên đây phải này là chùa Quế Lâm nè. À, hình như hẹn nhau 10 giờ sáng vậy.
Vậy là mai ba mấy cô sẵn tiện, ba mấy cô dẫn bà con cô bác đi đi tham quan Phú Mỹ Hưng nha. Đó, ngày mai cô hẹn ba mấy cô ở đâu tuốt ở bên Nguyễn Lương Bằng á. Nguyễn Lương Bằng. Còn đây hồi xưa là xóm Giá nè. Xóm Giá. Cầu này cầu ông Buông. Hồi xưa ở đây người ta gọi là cầu Phú Lâm. Bên kia Kim Tiền Thảo OBC ấy bà con. Nơi đó là nổi tiếng nhất là dòng Huynh Diệp của bác sĩ Tính. Mình đi ngược lại này là hết mưa nè. Còn ở vùng dưới Bình Tiên bên kia đang mưa quá. Hôm nay là ba mấy cô chạy ha. Chạy mưa, hồi nãy ban đầu vô là chạy bụi. Nhưng mà cái chạy mưa này đỡ, còn cái chạy bụi nãy khủng khiếp quá bà con. Trời ơi, chưa kịp vô mà ba mấy cô thấy bụi nó kéo lên mù trời luôn. Mà hôm nay là quên đem cái gì ta? Ba mấy cô quên đem cái khẩu trang. Để ba mấy cô chở bà con bác đi dạo vòng chợ Phú Lâm đi. Đó đây là cái chợ gạo nè. Có cái nhà ga Phú Lâm nè, đi về Mỹ Tho nè. Trường này bên tay phải là trường Phú Lâm nè. Con đường chúng ta đang đi là đường Tân Hòa Đông nè. Có cái trường tiểu học Phú Lâm đây nè. Tới chợ Phú Lâm rồi đây. Chợ Phú Lâm này hồi xưa là chạy kỷ lục Nguyễn Văn Sâm đó bà con. Giờ mình quẹo hướng nào? Hướng bên phải chợ ta đóng hết trơn rồi, bên tay trái đi. Bên tay trái cho có người. Trời bắt đầu đổ đổ sắp sắp giống như mưa vậy đó. Hôm nay là ngày thứ ba. Chợ Phú Lâm này là một cái chợ lớn ở quận 6 nha bà con. Ở quận 6 có nhiều cái chợ lớn lắm. Chợ Phú Lâm này bình thường ở mấy cái quận huyện khác người ta có những cái ngôi chợ nhỏ nhỏ, nhưng mà chợ Phú Lâm này là một trong những ngôi chợ lớn. Bán đủ thứ đồ chợ này nè. Nhất là ba mẹ cậu thường hay ra đây mua bột chiên về để chiên ăn nè. Bên kia chùa Long Nguyên, chùa này cũng có từ trước năm 75 rồi. Con đường này hồi xưa nhỏ xíu à. Con đường này là khu cây da xà nè. Đó, quẹo phải về cây da xà. Rồi trái ra Phú Lâm, chợ gạo. Quẹo đây, con
đường này đường Đặng Nguyên Cẩn nè bà con. Ở đó là ngã tư Đặng Nguyên Cẩn đó. Bên tay trái này nè, đó bà con bác sẽ thấy một cái tháp Hòa Đồng Tôn Giáo. À, tại địa vị đây có một cái chùa, chùa này người ta gọi là chùa Hòa Đồng Tôn Giáo. À, chùa Hòa Đồng Tôn Giáo đây nè bà con, của ông Đạo Dừa. À, phải của ông Đạo Dừa nha, nghe nói là đệ tử của ông Đạo Dừa. À, tỉnh xá bây giờ là tỉnh xá trung tâm. À, hồi đó có cái tháp cao lắm, nổi tiếng luôn á, tới vùng Phú Lâm này ai cũng thấy cái tháp đó. Rồi mưa bắt đầu nó kéo lên đây rồi, thôi bây giờ tranh thủ chạy về nha bà con. Rồi tối tối quẩn quẩn rảnh rảnh ba mày cầu chở bà con bác đi chơi. À, dạo này ba mày cầu bắt đầu rảnh rồi, trời ơi nguyên tháng vừa rồi bận quá trời bận luôn, bắt đầu từ hôm mà 30/5 á, trời ơi nó bận tới bây giờ luôn, ngày nào ba mày cầu cũng bận. À, chùa này là giáo xứ Chúa Hiển Linh nè. Rồi để mai ba mày cầu kiếm những cái dòng comment nào đó của các cô chú bác á, hồi xưa á, để ba mày cầu đi cùng với bà con cô bác tái hiện lại hồi xưa ha. Lâu lắm rồi ba mày cầu nhớ, tự nhiên cũng nhớ các cô chú anh chị rồi. À, mà nhớ thì nhớ vậy thôi chứ giờ cô chú anh chị cũng đâu chịu nói đâu. Thì thôi giờ ba mày cầu sẽ chơi độc thoại một mình ha. Ba mày cầu tự kiếm, tự biên, tự diễn, tự đóng phim luôn. Kệ. Lâu lâu nhớ các cô chú bác á, tự nhiên giờ ba mày cầu sẽ đem mấy cái dòng bình luận cũ lại để ba mày cầu coi. Coi rồi cái này ta gọi là cái gì ta? À, tự gì ta, tự sướng hả? À, kệ muốn nói sao nói. À, nhưng mà lâu lâu nhớ nhớ các cô chú rồi, cho nên giờ tự biên, tự diễn, tự đóng phim luôn cũng được, chả sao cả. Giờ quen rồi. Rồi thôi ba mày cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.